Mến chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một hiện tượng tự nhiên, đó là mưa. Vậy mưa là gì? Và hiện tượng mưa xảy ra như thế nào? Để giải thích những vấn đề trên, chúng ta hãy cùng nhau xem hết video bên dưới nhé. Mưa là một hiện tượng tự nhiên xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời, dưới dạng những đám mây khi gặp điều kiện lạnh tạo thành những giọt nước nặng hơn không khí và rơi xuống mặt đất, tạo thành những cơn mưa. Vậy hiện tượng tự nhiên là gì? Hiện tượng tự nhiên là do thiên nhiên hình thành mà con người không lường trước được hay đoán trước sự việc. Ví dụ như mưa, bão, lốc, động đất hoặc sóng thần. Vậy sự ngưng tụ của hơi nước là gì? Vào ban ngày, ánh nắng trực tiếp từ mặt trời sẽ chiếu xuống bề mặt trái đất tạo thành nhiệt độ. Khi gặp nước động lại trên các bề mặt như ao, hồ, vũng, đầm sẽ làm cho hơi nước bốc hơi, giống như việc bạn nấu nước sôi vậy. Hơi nước nhẹ hơn không khí bốc hơi và bay lên trên khi gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ tạo thành những đám mây mưa. Những đám mây mưa này chủ yếu nằm ở tầng đối lưu của không khí. Vậy tầng đối lưu của không khí là gì? Tầng đối lưu là phần thấp nhất của khí quyển. Phần lớn các hiện tượng mà con người gắn liền với thời tiết hàng ngày đều diễn ra ở tầng đối lưu. Đặc trưng của tầng này thể hiện ở các dòng đối lưu của không khí nóng từ bề mặt bốc lên cao và gặp dòng không khí lạnh sẽ ngưng tụ lại để tạo thành mây. Vậy sự ngưng tụ của hơi nước xảy ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau làm một thí nghiệm nhỏ nhé. Bạn lấy một cốc nước đá từ trong tủ lạnh ra, đặt trên bàn. Một lúc sau bạn sẽ thấy nước động lại và bám trên thành cốc. Đó là hiện tượng ngưng tụ. Cũng giống như bạn hà hơi vào tấm gương sẽ làm cho gương mờ đi vậy. Vậy khi nào mới xảy ra hiện tượng mưa? Khi các đám mây đủ nặng và gặp điều kiện thuận lợi, nước sẽ bị rơi trở lại mặt đất tạo thành mưa. Đôi khi các bạn sẽ thấy trời đang chuyển mưa, mây đen kéo đến mù mịt. Bạn vội vàng lấy quần áo đang phơi đem vào, nhưng trời không mưa. Vì tác động của gió sẽ thổi tan những đám mây lớn ra thành những đám mây nhỏ và nước trên những đám mây nhỏ đó không đủ nặng để rơi xuống và tạo thành mưa. Vậy ở những nơi sa mạc khô cằn thì có mưa không? Câu trả lời là có. Nhưng nước mưa chưa kịp rơi xuống bề mặt sa mạc thì đã bốc hơi và bay lên lại rồi. Vì nhiệt độ ở những nơi đó rất cao, dao động từ 45 đến 50 độ C. Do đó, ở những nơi như sa mạc bạn sẽ thấy hiện tượng mưa xảy ra rất ít. Video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút like, đăng ký hoặc chia sẻ nhé. Nếu các bạn có những đóng góp gì thì hãy ghi vào phần bình luận bên dưới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.